nhổ chân nhang, lau dọn bàn thờ đúng nhất để năm mới tiền bạc ùn ùn kéo đến. Thưa quý vị, Diễm Quỳnh rất vinh dự được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, theo quan niệm của thế giới tâm linh phương Đông, bàn thờ là nơi hiện diện của thần linh. Đây không chỉ là nơi để thờ cúng tổ tiên mà còn là một trong những nơi giúp chúng ta thu hút thêm tài lộc, vận may và hồng phúc. Chính vì vậy, dọn dẹp bàn thờ không phải là một công việc đơn giản. Hàng năm trước khi bước sang năm mới, các gia đình Việt thường có một nghi thức rất quan trọng, đó là lễ rửa bát hương, rút chân nhang và dọn dẹp bàn thờ, theo Phật giáo còn gọi là bao sái. Đây chính là dịp để gia chủ lau dọn lại khu vực bàn thờ và chuẩn bị đón năm mới. Vậy đâu là cách rút chân nhang và lau dọn bàn thờ đúng đắn nhất, giúp thu hút vận may cũng như chiêu dụ tài lộc? Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi. Rút chân nhang, lau dọn bàn thờ vào lúc nào chuẩn nhất để được may mắn giàu sang? Đầu tiên chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giải pháp của chuyên gia phong thủy xoay quanh công việc rút tỉa chân nhang và bao sái bàn thờ sao cho chuẩn xác nhất. 1. Có nên rút tỉa chân nhang trên bàn thờ tổ tiên? Không ít người có quan niệm rằng bát hương ngày càng đầy chân hương, thậm chí là càng tùm thì càng linh thiêng, càng nhiều tài lộc. Họ không có thói quen rút tỉa chân nhang định kỳ, mà chúng tùm chân hương sau cắm lên chân hương trước thành tầng tầng lớp lớp, năm này qua năm khác. Tuy nhiên, theo ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ và Tin học Ứng dụng UIA, quan niệm trên chỉ là suy đoán mà thôi, không hề có căn cứ. Ông Khanh cho biết, tỉa chân nhang là một trong những việc quan trọng nhất trong khâu dọn dẹp bàn thờ. Việc để bát hương quá đầy không chỉ khiến bát hương bị rác, bàn thờ sẽ nhanh bụi bẩn mà còn tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn cao nếu không cẩn trọng. Theo các nhà tâm linh khác, việc không tỉa chân hương để cho bát hương quá đầy khi thắp những nén hương tiếp theo không chạm vào bát hương được sẽ chèn lên chân hương trước. Như vậy, việc thắp hương sẽ không còn ý nghĩa. Hơn nữa, bát hương mà có chân hương cao sẽ giống như là một cột che mắt thần linh gia tiên. Cũng giống như ta đang ngồi mà có vật gì chắn trước mặt ta sẽ làm cho ta cảm thấy khó chịu. 2. Không nhất thiết phải đợi đến gần Tết mới tỉa chân hương, lau dọn bàn thờ. Vậy rút tỉa chân hương vào lúc nào cho phù hợp? Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, việc tỉa chân nhang không nhất thiết phải đợi đến dịp Tết, ông Công, ông Táo hay gần Tết vì lo sợ phạm kỵ thần linh. Gia chủ hoàn toàn có thể chọn những ngày cát lành trong năm để tiến hành rút tỉa bớt chân hương, miễn sao thực hiện với cái tâm thành kính là được. Ông Phạm Cương cho hay, với kinh nghiệm nhiều năm, tôi cho rằng nếu trong năm chân hương quá tùm, chúng ta hoàn toàn có thể chọn những ngày cát lành trong năm để tỉa bớt. Điều này giúp tránh hỏa hoạn khi thắp hương. Hơn nữa, chỉnh trang lại bát nhang đẹp đẽ để tỏ lòng thành với tổ tiên cũng là điều nên làm. Trong trường hợp không quá nhiều chân hương thì có thể làm vào dịp cuối năm theo lệ cũ phép xưa, không lo phạm kỵ. Về vấn đề này, ông Vũ Thế Khanh nhấn mạnh, khi nào thấy bàn thờ trước được trang nghiêm, thanh tịnh thì nên dọn dẹp ngay. Hoặc có thể đặt lịch định kỳ lau chứ không nhất thiết cứ phải chờ đến dịp Tết mới lau dọn. Nhiều nhà còn thắp hương hàng ngày cho nên bát hương rất nhanh đầy. Việc tỉa chân hương có thể làm hàng tháng hoặc 2-3 tháng một lần để giữ mỹ quan, giúp cho bàn thờ luôn sạch sẽ, sáng sủa. Điều quan trọng là khi thực hiện việc này phải làm một cách thành tâm, nghiêm túc để thực hiện lòng thành kính với bậc bề trên. 3. Rút tỉa chân hương thế nào mới đúng cách? Thường trong nhà có hai bàn thờ gia tiên và bàn thờ ông Công đều phải tỉa chân hương. Theo Phong thủy Gia Cát, công ty phong thủy Lộc Tài, khi rút chân hương, nên chọn ngày tốt lành, rảnh rỗi, sau đó thắp hương xin phép trước khi lau dọn. Xác tịnh bàn thờ, xin thần linh tổ tiên, gia tiên và chư vị thần Phật được phép lau dọn bàn thờ. Sau khi lau dọn bàn thờ cẩn thận, tỉa hết chân hương bẩn đi, rồi lau chùi bát hương sạch sẽ bằng nước cơm, nước hoa hồng, nước trầm. Tiếp đó, cắm chân hương cũ vào, chỉ để khoảng 5 chân hương, rồi đưa bát hương vào đúng vị trí cũ. Nên sắp bát hương đầy đặn, ngay ngắn, không nên để bát hương quá nhiều hoặc ít cho, hoặc bát hương siêu vẹo. Tố chân hương đã tỉa sẽ được đốt trong lò hóa vàng, cho đem đổ xuống sông hoặc vùi xuống gốc cây. Nên chọn cây to khỏe, bởi các cây non rất dễ bị chết, tuyệt đối không được vứt chân hương hoặc các đồ thờ cúng vào thùng rác hoặc các nơi ô uế. 4. Bao sái bát hương thế nào mới không phạm những điều kiêng kỵ? Những kiêng kỵ khi thực hiện lễ bao sái bàn thờ. 1. Di chuyển bát hương tùy tiện.
Người xưa quan niệm rằng nếu di chuyển bát hương quá nhiều sẽ dễ chuyển sang hướng xấu, gây xui xẻo cho gia đình. Điều này có nghĩa là lòng thành của bạn sẽ không được thần linh chứng giám, gây những điều thiếu may mắn và ảnh hưởng đến vận mệnh của cả gia chủ. Vì vậy, khi lau dọn bàn thờ, chúng ta chỉ nên lau bát hương sạch sẽ, không nên tự ý chủ động chạm vào hoặc di chuyển. Nếu có di chuyển, phải làm đúng theo hướng dẫn trên. Quá trình lau bát hương, nếu có xê dịch chút ít thì gia chủ cũng không nên quá lo sợ, mà hãy cứ bình tĩnh mà làm, không nên bê bát hương được an vị ra chỗ khác để bao sái bàn thờ. Sau khi bao sái sạch sẽ, hãy bày lại bài vị Phật, thần, gia tiên như cũ. Nếu đang có ý định thay bát hương, tôn bát hương, bốc lại bát hương thì dịp cuối năm gia chủ có thể tiến hành luôn. 1. Tỉa chân hương, đổ chân hương sai cách. Khi hương đầy, người ta thường tỉa và đổ bớt chân hương. Việc này không hề đơn giản vì tỉa hương sai cách sẽ khiến cho tài lộc tiêu tan. Cách đúng nhất khi tỉa chân hương là tuyệt đối không được lấy ra hết mà phải để lại 3, 5 hoặc 7 chân. Đặc biệt, không được vứt chân hương bừa bãi vì người xưa quan niệm như thế sẽ tán tài. Chân hương tỉa ra thường đốt và tất cả tro được thả xuống sông hồ hoặc hòa vào nước để bón cây, không nên đổ lung tung. Bên cạnh đó, tuyệt đối không được bỏ chân hương ở những nơi bẩn thỉu. Làm vậy sẽ phạm phải điều xấu. Trong trường hợp bát hương đầy tro thì dùng thìa nhỏ xúc từng thìa đổ bớt ra ngoài. Điều tối kỵ là rút chân hương theo từng nắm rồi cắm bát hương đổ tro bừa bãi ra ngoài, bởi người xưa quan niệm như vậy sẽ tán tài. Ý thứ hai, lo bát hương bằng cách giữ cố định bát hương, lấy khăn ẩm nhúng rượu pha gừng hoặc nước thơm rồi sau đó lau cho sạch. Nếu không biết lễ, cần nhờ người hiểu biết về tâm linh làm lễ. Nếu muốn mua bát hương mới, cần sắm bát hương phù hợp với kích cỡ ban thờ và bát hương quan thần linh. Nên dùng rơm nếp đốt để lấy tro nếp dùng cho bát hương mới. Khi đổ tro vào bát hương, không nên lắc hay nén chặt mà đổ tự nhiên. Tôn bát hương, thay bát hương, bốc bát hương xong thì dùng cành tre, cành hoa đã rửa sạch, nhúng vào rượu gừng, rồi vẩy vào bát hương, theo dân gian là để tẩy uế cho bát hương thêm thanh sạch. Quý vị thân mến, trong không gian thờ cúng của mỗi gia đình, bát hương luôn là vật linh thiêng nhất, nơi đại diện cho linh hồn của những bậc tiền nhân. Bát hương còn đóng vai trò quan trọng hàng đầu trên bàn thờ, bởi vì đó là nơi để gia chủ thắp nén hương tưởng niệm cầu cúng, thể hiện lòng biết ơn thành ý, hướng về cội nguồn của mình, gửi niềm tin vào cõi vĩnh hằng mà chúng ta vẫn thường quan niệm đó là nơi thần linh cùng với tổ tiên an nghỉ. Vậy trên bàn thờ gia tiên nên đặt bao nhiêu bát hương và vị trí đặt bát hương như thế nào để không phạm phải sai lầm? Đây là câu hỏi thường trực của rất nhiều gia chủ có lòng thành kính, kính bái tổ tiên. Trong chương trình ngày hôm nay thì Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ lại vấn đề này. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi. Ý nghĩa của bát hương trong văn hóa thờ cúng là gì? Từ xưa tới nay, bát hương luôn là vật thờ thiêng liêng và gắn bó với tâm thức của người Việt và có ý nghĩa quan trọng trong tín ngưỡng văn hóa thờ cúng của tổ tiên. Trong việc thể hiện lòng biết ơn, thành kính của con cháu đối với tổ tiên, bát hương như đại diện cho lời mời gọi đấng sinh thành của thế hệ trước về đoàn tụ với con cháu. Nói cách khác, bát hương là nơi giáng ngự của các bậc tổ tiên nguồn cội. Chỉ một nén hương cũng đủ để bày tỏ lòng biết ơn thành kính của con cháu. Người xưa quan niệm, qua cách trưng bày bàn thờ gia tiên, bát hương có thể đánh giá gia cảnh, sự quan tâm thành khẩn của gia chủ. Bàn thờ đầy đủ các vật thờ và được bố trí gọn gàng, sạch sẽ thu hút vượng khí, tiền tài, ấm êm cho gia đình. Vì thế gia chủ cần phải quan tâm đến việc thay chân hương sao cho bàn thờ luôn sạch sẽ, thông thoáng nhất. Những nén hương nghi ngút hương khói vừa thể hiện sự thành tâm với ông bà tổ tiên, vừa thể hiện mong muốn về cuộc sống tốt đẹp, hướng thiện. Không những thế, mùi hương thoang thoảng của hương trầm còn giúp tâm hồn con người được thanh lọc, thanh tịnh hơn rất nhiều. Vậy trên bàn thờ, trong một gia đình thường thờ những ai? Tài lộc của mỗi người thường được chia ra các nguồn sau. Lộc từ gia tiên, tức phần mộ, lộc từ họ, thờ chi, lộc từ đất, tức nhà đang ở và thờ cúng tại đất đó. Lộc từ bản mệnh có nghĩa là lộc từ người hợp mệnh, ngoài ra còn có lộc từ thiên, Phật, Thánh. Đó là lý do để giải thích rằng nhiều người không có học vấn, không giỏi, mà vẫn làm ăn được, đó chính là lộc từ phần thờ cúng và phần âm. Từ đó người xưa quan niệm rằng trong việc thờ cúng cũng như bài trí bàn thờ gia tiên có thể chia làm 3 cấp bậc dưới đây. 1. Thờ Phật. Nhiều gia đình vẫn thờ Phật để cầu mong sự bình an đối với gia chủ, hóa giải mọi tai ương, hướng về cõi Niết Bàn. 2. Thờ Thần.
bao gồm các vị thần giúp cho mỗi gia đình được yên ổn như thổ công, long mạch, thần tài, tiền chủ, hậu chủ. Thờ gia tiên, tiền tổ chính là thờ những người đã khuất, thế hệ đi trước trong gia đình, dòng họ của mình. Thờ gia tiên là tập tục đã có từ rất lâu, làm nên nét văn hóa truyền thống lâu đời, uống nước nhớ nguồn cho con cháu của người dân Việt Nam. Ngoài ra, còn có ý nghĩa bày tỏ tâm nguyện, nhận được sự phù hộ, độ trì, che chở, bảo vệ của gia tiên dành cho con cháu. Vì vậy, để thờ phụng được trọn vẹn, mỗi gia đình nên có ít nhất 2 bàn thờ. Vậy trên bàn thờ gia tiên nên có mấy bát hương là hợp lý nhất? Thông thường thì việc thờ cúng các quan là thổ công, thổ địa, long mạch, táo quân, thần đất, ngũ phương, ngũ thổ, phúc đức, tôn thần, ngài, tiền chủ, hậu chủ, thần tài. Sau đó là thờ gia tiên, tiền tổ, cụ kỵ, ông bà và bà cô, ông mãnh, cô, huyền cậu của dòng họ. Vì thế, hai ban thờ trong một gia đình gồm có ban thờ Phật có một bát hương, ban thờ còn lại có thể thờ trung thần và gia tiên nhưng lại phải có cả 3 bát hương. Bát hương ở giữa to nhất, cao nhất là thờ các quan. Bát bên phải khi đứng nhìn vào ban thờ là thờ gia tiên, tiền tổ, cụ kỵ, ông bà. Bát bên trái khi đứng nhìn vào ban thờ là thờ bà cô, ông mãnh, cô cậu, huyền cô, huyền cậu. Dù đã tìm ra câu trả lời là bàn thờ gia tiên có mấy bát hương, vẫn có người phân vân rằng nếu nhiều gia đình chỉ thờ chung các vị ở trên vào một bát, hay nhiều nhà con thứ cũng chỉ thờ một bát hương, các quan thần linh như vậy có đúng không? Bàn thờ tốt nhất cho một nhà là nên có đủ 3 bát hương, vì những ngày Tết dỗ mùng 1 ngày rằm, khi cúng chúng ta đều mời đầy đủ các vị, mà bát hương là nơi để cho các vị cư ngụ. Nếu đặt chung một bát hương, có nghĩa là các vị phải ngự chung một bát hương mà không đúng theo ngôi thứ chồng lấn lên nhau. Bát hương của các quan thì gia tiên không thể ngự cùng, nếu đặt chỉ một bát hương thì gia tiên về, không có chỗ ngự thì con cháu xin lộc, xin công danh bình an thì gia tiên cũng không cho. Là con thứ cũng như con trưởng đều được các bậc bề trên cho lộc. Nếu nghĩ là con thứ mà không đặt đủ bát hương để cho các cụ về ngự thì làm sao các cụ phù hộ cho. Ban thờ Phật gồm một bát hương, ban thờ còn lại có thể thờ chung thần và gia tiên nhưng lại phải có 3 bát hương. Ngoài bát hương thần linh và gia tiên, bạn cần có thêm bát hương riêng cho bà cô tổ. Đây chính là người đại diện giữa thần linh và gia tiên của mỗi gia đình. Như đã nói ở trên, việc bài trí ban thờ, thờ cúng được chia làm 3 cấp bậc. Vì vậy, việc đặt bát hương cũng phải tuân đủ theo những nguyên tắc nhất định và cũng có sự phân chia cấp bậc. Bàn thờ Phật tổ ở cao nhất, tiếp theo là các vị thần linh, cuối cùng là gia tiên. Hiện nay việc thờ Phật phổ biến nhất là ban thờ Phật có riêng một bát hương, không cần to nhưng phải cao hơn tất cả. Thưa quý vị, hy vọng là những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho quý gia chủ, đặc biệt là những người muốn thành tâm tìm hiểu về việc đặt bát hương và rút chân hương sao cho đúng đắn và thuận theo phong thủy. Thưa quý vị, bát hương là nơi ngự giá của thần linh, của tổ tiên trên bàn thờ, tuyệt đối không nên làm sơ sài kiểu rước họa vào thân. Các bạn nhé, rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Ngày hôm nay thì chương trình của chúng tôi đến đây tạm khép lại. Mến chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại trong những nội dung lần sau.